Cựu Tổng thống Donald Trump bị thương trong vụ nổ súng vào tối thứ Bảy trong cuộc vận động tranh cử của ông tại bang Pennsylvania. Vào khoảng 5 giờ chiều giờ Texas, cơ quan mật vụ cho biết một tay súng và ít nhất một khán giả đã thiệt mạng, hai người tham dự khác bị thương nặng. Ông Trump cho biết trên mạng xã hội rằng ông đã bị bắn và trúng một viên đạn vào phần trên tay phải của ông. Cơ quan mật vụ cho biết cựu tổng thống vẫn an toàn sau khi ông được đưa vội vã rời khỏi sân khấu biểu tình với vết máu trên mặt. Một phát ngôn viên cho biết ông Trump vẫn ổn sau hành động tàn ác. Cơ quan mật vụ cho biết kẻ xả súng đã bắn rất nhiều phát súng từ một vị trí trên cao bên ngoài cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Trump trước khi bị đặc vụ tiêu diệt. Theo cơ quan thực thi pháp luật, vụ nổ súng đang được điều tra như là một vụ cố ý giám sát. Cơ quan mật vụ cho biết một người tham dự biểu tình đã chết và hai người bị thương nặng. Giám đốc truyền thông cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, một người tham dự cuộc biểu tình đã chết và hai người bị thương nặng sau cuộc xả súng tại cuộc biểu tình của cựu Tổng thống Donald Trump ở Pennsylvania vào tối thứ Bảy. Trước đó, cơ quan này cho biết kẻ xả súng đã bắn rất nhiều phát súng từ một vị trí trên cao bên ngoài cuộc biểu tình trước khi nhân viên mặc dù vô hiệu hóa kẻ xả súng. Đó là một số thông tin được đăng tải trên những trang mạng hiện tại trên truyền thông của nước Mỹ. Huyền Trân xin cập nhật một vài tin tức để quý vị tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.